Xin chào các mẹ đã quay trở lại với kênh Vlog Super Tốt. Chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ tới các mẹ đó chính là mình sẽ review cho các mẹ về các dòng sữa dành cho trẻ bị dị ứng với đạm sữa bò tốt nhất hiện nay. Và có thể nói rằng thì cái tình trạng dị ứng với đạm sữa bò thì hiện nay thì cũng khá là xảy ra phổ biến ở các bé. Vậy thì làm cách nào để các mẹ có thể là nhận biết cũng như là phân biệt được bé nhà mình có đang bị gặp phải cái tình trạng dị ứng hay không, và đâu chính là cái giải pháp dinh dưỡng thay thế để giúp cho con yêu có được cái dinh dưỡng phù hợp và phát triển một cách khỏe mạnh nhất, thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng dị ứng đạm sữa bò ở trẻ? Thì đối với lại 3 năm đầu đời của bé thì lúc này thì hệ thống miễn dịch của bé còn khá là non yếu và nhạy cảm, và đặc biệt là ở một số bé thì sẽ xuất hiện những cái gen mà nó bị nhạy cảm quá mức với lại hàm lượng protein có trong sữa bò. Và do vậy thì khi mà bé uống sữa bò vào thì cái hệ thống miễn dịch của bé sẽ nhận diện sai lầm và cho rằng cái protein sữa bò này nó là những chất có hại và sẽ tự động phản ứng lại với lại cái protein đó và sẽ gây ra tình trạng dị ứng. Đó. Vậy thì là lúc này khi mà bé sử dụng với đạm sữa bò thì sẽ ngay lập tức xuất hiện những biểu hiện bị dị ứng với đạm sữa bò. Và vậy thì biểu hiện đó là những biểu hiện nào? Đó, biểu hiện đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào mắt thường đó sẽ là khi mà sau cái khoảng thời gian bé uống sữa sẽ thấy là trên phần quanh miệng thì sẽ xuất hiện những cái mẩn đỏ hoặc là những cái mụn nước. Và thứ hai đó chính là môi bé sẽ bị sưng này hoặc là bị nổi mề đay. Đó. Và nặng hơn đối với lại ở hệ tiêu hóa thì sẽ bị là bé sẽ bị đi ngoài hoặc là bị bé bị rối loạn tiêu hóa. Ở hệ hô hấp thì bé sẽ bị ho, khò khèn và khó thở. Và đặc biệt đối với một số những trường hợp mà nghiêm trọng hơn đó, bé sẽ bị gây ra tình trạng sốc phản vệ. Và đối với những trường hợp sốc phản vệ như thế này thì cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Và do vậy thì lúc này mẹ cần bắt buộc là phải nắm được đầy đủ những cái thông tin và những cái kiến thức để từ đó thì có thể là nhận biết rằng bé nhà mình có bị hay không. Bởi vì là những cái triệu chứng như vậy thì thường nó chỉ xuất hiện và xảy ra khá là nhanh sau cái một cái khoảng thời gian bé uống sữa và sẽ dần mất đi. Đó. Vậy thì lúc này thì mẹ sẽ cần phải nhận biết và sẽ tìm được những cái giải pháp khắc phục. Vậy thì những cái giải pháp đó là giải pháp nào? Đó, thì trong trường hợp khi mà chúng ta phát hiện rằng con mình có những cái biểu hiện và bị dị ứng như trên thì lúc này mẹ sẽ cần ngưng ngay cái loại sữa mà bé đang sử dụng. Và tiếp theo đó thì có thể là liên hệ trực tiếp lên nhà sản xuất để có thể là được bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp chi tiết giúp các mẹ. Và nếu mà trong một số trường hợp nặng thì mình sẽ ngay lập tức đưa bé đến các cái trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được các chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ. Và tiếp theo đó thì khi mà trẻ bị dị ứng với đạm bò, đối với lại những mẹ nào mà đang cho con bú thì lúc này mẹ cũng cần hết sức chú ý, đó chính là chúng ta sẽ không bổ sung những cái thực phẩm mà có liên quan với đạm bò, thì nó sẽ trực tiếp hấp thu vào sữa mẹ và từ sữa mẹ thì nó sẽ truyền vào cho cơ thể bé. Và lúc này thì khi mà bé bú sữa mẹ có cái lượng protein sữa bò thì bé vẫn sẽ bị dị ứng như bình thường. Đấy. Và ngoài ra thì lúc này thì theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyên thì mẹ cũng sẽ cần bổ sung cho bé một nguồn dinh dưỡng chuyên biệt dành cho những bé bị dị ứng với đạm bò. Điểm khác biệt của những dòng sữa dành cho trẻ dị ứng với đạm sữa bò khác so với những dòng sữa thông thường đó chính là nhà sản xuất đã thủy phân hoàn toàn đạm trong sữa, và đây là những đạm thủy phân thì có giá trị sinh học rất là cao, và khi mà vào cơ thể bé thì nó sẽ dễ dàng hấp thu và chuyển hóa tốt hơn và sẽ hạn chế cũng như ngăn chặn một cách tối đa nhất những cái hiện tượng mà gây dị ứng. Và ngoài ra thì đối với những cái hàm lượng dinh dưỡng khác thì mình thấy là nó cũng không thay đổi quá nhiều, do vậy thì mẹ có thể là hoàn toàn yên tâm cho bé sử dụng các dòng sữa dị ứng với đạm sữa bò mà không lo là con có bị thiếu hụt dinh dưỡng hay không. Dòng sữa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cũng như là review tới tất cả mọi người đó chính là dòng sữa Nutramigen của thương hiệu Mead Johnson Hoa Kỳ. Và đây chính là dòng sữa được đặc chế với lại lượng đạm thủy phân ở mức cao nhất và chuyên biệt dành cho những bé bị dị ứng với đạm sữa bò ở độ tuổi từ 0 cho tới 12 tháng. Thành phần đạm trong sản phẩm Nutramigen được thủy phân hoàn toàn, và tức là đã được cắt nhỏ để gần như là không gây dị ứng. Ngoài ra thì sản phẩm cũng có bổ sung lợi khuẩn EGG thì với công thức được chứng minh lâm sàng sẽ giúp cải thiện tình trạng dị ứng đạm sữa bò, dễ dàng hấp thu và giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn, chuyển về chế độ ăn bình thường nhanh hơn. Nutramigen ngoài ra còn có bổ sung các dưỡng chất rất là cần thiết cho chế độ ăn hàng ngày của trẻ bị thiếu hoặc là không có sữa mẹ, và hỗ trợ cho bé phát triển toàn diện nhất.
Đối với lại bé trên 6 tháng tuổi thì khi được chỉ định của bác sĩ, chúng ta có thể là dùng sữa Nutramigen như một nguồn dinh dưỡng bổ sung thay thế. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là trong sữa Nutramigen thì có bổ sung hàm lượng đúng DHA và ARA theo khuyến nghị của các chuyên gia. Và khi mà trẻ được bổ sung DHA và ARA theo hàm lượng được chứng minh lâm sàng thì sẽ giúp cho bé có thể là cải thiện trí não và thị lực, thông minh và nhanh nhẹn hơn. Và sản phẩm Nutramigen thì không chứa đường lactose, do vậy thì cũng rất là phù hợp với những bé nào mà bị có biểu hiện dị ứng với lại hoặc là bị bất dung nạp với đường lactose. Và có rất là nhiều mẹ thì có thắc mắc rằng là không biết thì đối với những sản phẩm sữa thủy phân này thì hương vị nó có dễ uống hay không. Thì như mình cũng đã chia sẻ thì do đạm sữa được thủy phân hoàn toàn và đặc biệt là với những cái công nghệ sản xuất riêng, do vậy thì khi mà chúng ta cho bé sử dụng Nutramigen thì cái hương vị sữa nó sẽ có vị không được thơm như những cái dòng sữa bò thông thường. Ngoài ra thì nó sẽ có vị hơi nhặn đắng một chút. Tuy nhiên thì nó cũng không quá khó uống, cho nên là các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm cho bé sử dụng bình thường. Ngoài ra thì khi mà các mẹ để ý vào các bảng thành phần dinh dưỡng của sữa thì các mẹ cũng có thể thấy rằng cái phần năng lượng thì nó cũng rất là giống so với lại những cái dòng sữa thông thường khác. Cái năng lượng nó cung cấp là 500 kcal trong 100g, đầy đủ các dưỡng chất, hàm lượng vitamin, khoáng chất rất là đa dạng. Do vậy thì mẹ cũng có thể là hoàn toàn yên tâm, thì nó sẽ giúp cho cơ thể bé có thể là dễ dàng hấp thu, chuyển hóa, giúp bé tăng cân và đặc biệt là sẽ hạn chế cái tình trạng bị thiếu hụt vitamin ở trẻ. Nutramigen nó chính là dòng sữa công thức dành cho trẻ dị ứng với đạm sữa bò, có lượng đạm thủy phân ở mức cao nhất. Do vậy thì khi mà mẹ có những bé mà có bị dị ứng với đạm ấy, sữa bò thì mẹ có thể tham khảo và lựa chọn cho con sử dụng. Và mình tin chắc rằng thì đối với sản phẩm Nutramigen này sẽ giúp cho bé có thể là cải thiện một cách tối đa nhất cái tình trạng bị dị ứng. Ngoài ra thì sẽ có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất để giúp cho bé có thể là tăng cân và phát triển một cách khỏe mạnh nhất. Dòng sữa thứ hai mà mình muốn review tới các mẹ đó chính là dòng sữa Brigetti Milk của thương hiệu Mead Johnson Hoa Kỳ. Đây chính là dòng sữa Brigetti Milk. Chắc là các mẹ đến đây thì cũng khá là thắc mắc rằng không biết vì sao lại cùng một thương hiệu Mead Johnson Hoa Kỳ lại có hai dòng sữa dành cho trẻ bị dị ứng với đạm bò, đúng không ạ? Thì mình sẽ giải thích như sau. Thì đối với dòng sản phẩm Brigetti Milk, nó chính là dòng sản phẩm có mặt tại thị trường Việt Nam sớm hơn so với dòng Nutramigen. Và thứ hai thì sản phẩm Brigetti Milk nó cũng chính là dòng sữa nội địa được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam. Do vậy thì khi mà chúng ta để ý hai hộp sữa thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ thấy điều khác biệt đấy ạ. Đối với Nutramigen thì trên hộp sữa, thân hộp sữa sẽ in toàn bộ bằng tiếng Việt và sẽ không có tem phụ. Tuy nhiên thì đối với lại dòng sản phẩm Brigetti Milk thì như chúng ta thấy, trên phần thân nắp hộp tất cả đều được in bằng tiếng nước ngoài. Và trên phần nắp hộp đây ạ, thì chúng ta sẽ thấy cái có một cái phần tem phụ. Thì trong phần tem phụ thì nó sẽ có in đầy đủ, như các mẹ thấy, thành phần dinh dưỡng và chi tiết bảng hướng dẫn cách pha. Đó, thì đây chính là một cái điểm khác biệt. Và thứ hai thì Brigetti Milk hiện tại cũng được các mẹ cho bé sử dụng và đánh giá rất là cao. Độ tuổi sử dụng thì của sản phẩm Brigetti Milk nó cũng khá là giống so với lại Nutramigen, đó chính là từ 0 cho tới 12 tháng. Vậy thì cái sản phẩm Brigetti Milk này có những cái ưu điểm vượt trội gì thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các mẹ để các mẹ có thể là có thêm thông tin và lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp cho bé. Sữa Brigetti Milk có công thức cân đối đặc chế cho những bé bị dị ứng hoặc là kém hấp thu chất béo với những triệu chứng như là tiêu chảy kéo dài, triệu chứng dạ dày, ruột hoặc chậm lớn. Và sản phẩm sữa Brigetti Milk thì các cái thành phần đạm ở trong sữa thì được thủy phân hoàn toàn, đều là những cái thành phần rất nhỏ, sẽ ít gây ra phản ứng dị ứng và dễ tiêu hóa. Và đặc biệt thì sản phẩm Brigetti Milk cũng không chứa đường lacto. Và thứ hai là sản phẩm sữa Brigetti Milk nó chứa chất béo rất là dễ hấp thu và dễ tiêu hóa. Và sản phẩm thì cũng chứa hàm lượng DHA và ARA rất là cao. Những chất béo này thì như chúng ta thấy thì cũng có rất là nhiều ở trong sữa mẹ. Do vậy thì sẽ giúp cho bé ngoài tăng cân này, phát triển đều này, thì sẽ giúp cho bé hoàn thiện não bộ này và rất là thông minh, nhanh nhẹn.
Và với hương vị của sữa Brigitte Milk thì cũng giống như sữa Nutramigen mình vừa có chia sẻ, đó là sữa sẽ có mùi không được thơm như các dòng sữa khác, và đặc biệt là nó sẽ hơi nhặng đắng một chút. Và một cái điểm lưu ý đó chính là khi mà các mẹ cho bé sử dụng sữa, những dòng sữa thủy phân hoàn toàn ấy, thì là bé khi mà đi ngoài thì cái phân của bé sẽ lỏng hơn bình thường một chút, và đặc biệt là sẽ có màu xanh. Tuy nhiên thì đây là một cái hiện tượng hết sức bình thường khi mà sử dụng sữa thủy phân. Do vậy thì mẹ hoàn toàn có thể là yên tâm và không lo lắng khi mà con gặp tình trạng trên. Theo như đánh giá của shop thì đây chính là một cái dòng sữa có thể nói là chứa cái công thức đạm thủy phân cũng khá là cao cấp và phù hợp với những bé dị ứng với đạm bò. Và đặc biệt thì là theo đánh giá khách quan của khách hàng thì là các mẹ cũng phản hồi cực tốt. Đó thì do vậy thì các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, và nếu mà các mẹ những mẹ nào mà đang có bé bị dị ứng với đạm sữa bò thì có thể tham khảo và cho con sử dụng ngay cái dòng sữa này. Thêm một sự lựa chọn hoàn hảo nữa dành cho những mẹ nào đang có bé bị dị ứng với đạm sữa bò ở thể nhẹ thì đó, chúng ta có thể tham khảo cho bé sử dụng ngay các dòng sữa dê. Và sữa dê thì trên hiện trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều loại. Tuy nhiên là trên tay mình thì mình đang cầm tượng trưng một dòng để các mẹ biết, đây chính là dòng sữa DG, cũng khá là cao cấp, thuộc nhập khẩu nguyên lon từ New Zealand. Đó, vậy thì sữa dê thì cũng khá là phù hợp, thứ nhất là dành cho những bé nào mà có cơ địa bị dị ứng với đạm bò, hoặc là nếu mà mẹ nào mà có những bé mà bị có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ví dụ như hay táo bón, thì sữa dê nó cũng chính là giải pháp rất là phù hợp để mẹ có thể là thử cho con sử dụng. Ở những vlog trước thì mình cũng có chia sẻ chi tiết về các cái dòng sữa dê rồi, và theo các nhà khoa học thì cũng đã chứng minh cái cơ chế tiết sữa ở dê nó rất là giống so với lại cơ chế tiết sữa ở người. Thì do vậy thì sản phẩm thì nó dễ dàng giúp bé dễ hấp thu, tiêu hóa và tăng cân tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà mẹ có bé bị dị ứng với đạm sữa bò thì chúng ta có thể là cho bé sử dụng thử sang dòng đạm sữa dê. Và điểm khác biệt của các dòng sữa dê so với lại những cái dòng sữa mà thủy phân hoàn toàn đặc trị cho trẻ bị dị ứng, đó chính là sữa dê thì có cái hương vị rất là thơm và dễ uống hơn so với lại những cái dòng sữa thủy phân hoàn toàn. Tuy nhiên cho vậy thì nếu mà những mẹ nào mà có bé dị ứng ở thể nhẹ thì mẹ có thể cho bé dùng sữa dê. Còn trường hợp mà nếu mà bé bị dị ứng nặng hơn thì chúng ta vẫn phải ưu tiên lựa chọn cho bé sử dụng những dòng sữa chuyên biệt như là Brigitte Milk hoặc là Nutramigen. Và sữa dê thì cũng có cái tính chất rất là mát và dễ hấp thu hơn so với sữa bò. Vậy thì nhiều mẹ thì cũng thắc mắc là thế vậy thì nên cho con sử dụng sữa dê loại nào là tốt nhất? Thì nếu mà các mẹ cần tham khảo chi tiết về những cái dòng sản phẩm sữa dê thì các mẹ có thể truy cập vào cái vlog trước, mình vừa có so sánh chi tiết. Ở vlog này thì mình sẽ không chia sẻ quá nhiều nữa. Do vậy thì sữa dê nó cũng chính là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp dành cho những bé nào đang có cơ địa bị dị ứng với đạm sữa bò, hay là có hệ tiêu hóa kém như là bị táo bón chẳng hạn, thì mẹ có thể tham khảo cho con sử dụng. Đó. Và đặc biệt là trên đây là những dòng sữa mà mình cũng đã có chia sẻ và hiện tại là đang được các chuyên gia dinh dưỡng và các mẹ đã cho bé sử dụng qua phản hồi rất là tốt. Đó, và ngoài ra thì nếu mà mẹ có những cái băn khoăn thắc mắc gì thì có thể là truy cập vào trang web sữa bột tốt hoặc là comment phía dưới thì shop sẽ giải đáp chi tiết. Và các sản phẩm mà dành cho trẻ bị dị ứng với đạm sữa bò hiện tại thì đang được bán chính hãng tại hệ thống sữa bột tốt trên phạm vi toàn quốc. Do vậy thì mẹ hoàn toàn có thể yên tâm khi mà lựa chọn mua sản phẩm tại shop. Và hy vọng những chia sẻ trên đây thì sẽ giúp cho các mẹ có thêm được thông tin chi tiết và lựa chọn được cho con mình những cái dòng sản phẩm phù hợp với lại cái cơ địa của bé nhà mình nhất. Đó, cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo.